thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người phương Đông chúng ta thì những ngày Tết âm lịch được coi là thời điểm thiêng liêng, là sự khởi đầu của một năm mới an lành và hạnh phúc. Thế vì vậy, cả năm sau đó có được suôn sẻ, thuận lợi, phát tài phát lộc hay không đều phụ thuộc vào những ngày Tết diễn ra như thế nào. Trong ngày này, mọi người thường kiêng những món ăn được coi là không may mắn, mang lại điểm xấu và sự đen đủi. Vậy đó là những món ăn gì và vì sao chúng ta nên kiêng món ăn đó trong những ngày đầu xuân năm mới? Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. 10 món ăn đại kỵ không nên ăn Tết âm lịch để tránh đen đủi cả năm. Những món ăn tuyệt đối kiêng kỵ trong ngày Tết: thịt chó. Nằm đầu bảng danh sách các món ăn cần tránh trong ngày mùng 1 Tết chính là thịt chó. Thịt chó vốn rất giàu dinh dưỡng, là món ăn khoái khẩu, thậm chí được nhiều người mệnh danh là món ăn quốc hồn, quốc túy của người Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là một trong những món ăn cần kiêng vào ngày đầu năm, nhất là những ngày Tết. Vì người ta quan niệm, ăn thịt chó vào ngày đầu năm sẽ mang lại xui xẻo, không may mắn, cũng như khó khăn trắc trở cho tất cả những ngày còn lại. Tuy nhiên, với tác dụng và giải đen thì trong những ngày cuối tháng, món thịt chó này rất được ưa chuộng. Mực, người ta thường nói là đen như mực. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến mực được đưa vào danh sách món ăn kiêng không nên ăn vào đầu xuân năm mới của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Họ lo lắng cả năm sẽ gặp vận đen. Dân gian cho rằng nếu ăn vào đầu năm bạn sẽ đen đủi cả năm sau đó, còn ăn mực đầu tháng thì bạn sẽ có một tháng khó khăn, không suôn sẻ. Cũng vì điều này mà nhiều phụ huynh không cho con ăn mực trước các kỳ thi. Nhiều người kỵ ăn mực trước khi đi xa hoặc có công việc quan trọng để tránh mọi việc đen đủi và không suôn sẻ. 3. Mắm tôm. Mắm tôm vốn dĩ có vị đặc biệt, là món ăn đặc trưng chỉ Việt Nam mới có. Bên cạnh những người không ăn được mắm tôm trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người, làm dậy lên hương vị của nhiều món khác nhau như thịt chó, bún đậu, lòng dồi. Tuy nhiên, vào những ngày Tết hoặc đầu tháng âm lịch, nhiều người dân, đặc biệt là người miền Bắc, thường kiêng ăn mắm tôm. Họ cho rằng mắm tôm rất nặng mùi và sẽ mang lại xui xẻo cho cả năm, thậm chí là cả tháng sau đó, nhất là vào mùng 1. Nếu ai đó đi lễ đình, chùa hay đền là những nơi thiêng liêng, người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm đến thần linh khiến cả tháng mất hết may mắn. 4. Là chuối. Vào ngày mùng 1 Tết, những nải chuối trên ban thờ đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc. Thế nhưng nhiều người lại có thói quen kiêng ăn chuối vào ngày này, đặc biệt là người miền Nam còn kiêng ăn chuối cả ngày đầu tháng, cũng như những ngày đầu năm. Lý do là bởi họ cho rằng chữ chuối nói lái theo giọng miền Nam sẽ thành chuối, nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Do đó, nếu ăn chuối vào đầu tháng sẽ khiến vận trình không thăng tiến phát triển được. Còn với quan niệm của người miền Bắc, họ không kiêng tất cả các loại chuối mà chỉ kiêng ăn chuối tiêu vào mùng 1. Người dân cho rằng ăn chuối tiêu sẽ biến họ tiêu tán tài sản. 5. Là trứng vịt, trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn vốn là món ăn ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng. Món ăn này được nhiều người lựa chọn làm bữa sáng vì vừa nhanh gọn, tiện lợi, lại có thể bổ sung đủ năng lượng cho ngày mới. Ở một số vùng miền, người dân kiêng ăn trứng vịt lộn vì sợ làm gì cũng nhầm lẫn hoặc xáo trộn. Họ quan niệm nếu ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng, mọi việc làm trong tháng đều gặp chuyện không hay xảy ra, ngược lại với ý muốn. 6. Là cá mè. Người miền Bắc và miền Trung đều kiêng ăn cá mè đầu năm. Nhiều người cho rằng nguyên nhân do chữ mè đi theo chữ mè nheo, nhất là với những người miền Trung. Họ cho rằng ăn cá mè đầu năm, đầu tháng thì cả năm cả tháng đó sẽ bị hãm tài. Hơn nữa, cá mè còn tanh và nhiều xương hơn các loại cá khác. Do đó, nếu ăn vào đầu tháng, nhiều người lo ngại cả tháng sẽ vất vả, dễ bị hóc xương. 7. Là cháo trắng, để cả tháng gặp đỏ thì nên kiêng. Trong những mâm cúng cô hồn, cháo trắng là món không thể thiếu. Không biết từ bao giờ, cháo trắng trở thành món ăn khiến nhiều người liên tưởng tới việc cúng cô hồn, giá quỷ và những người đã khuất. Người dân quan niệm ăn cháo vào ngày mùng 1 âm lịch hoặc những ngày Tết sẽ khiến ma quỷ tưởng bạn đang dành ăn với họ. Vì vậy họ sẽ quấy phá, khiến bạn gặp phải những điều bất trắc. 8. Là tôm. Nếu người miền Bắc không kiêng kỵ tôm vào ngày Tết và ngày mùng 1 thì người miền Nam lại rất ít sử dụng món ăn này. Tôm vốn là đầu to, lại hay đi giật lùi, bởi vậy vào những ngày đầu tháng, người miền Nam có thói quen kiêng ăn tôm. Họ cho rằng ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm sẽ khó đầu xuôi, đuôi lọt. Ăn tôm khiến mọi công việc trì trệ, không có tiến triển. Ngoài ra, đầu tôm vốn chứa nhiều phân nên người dân quan niệm ăn vào sẽ khó giữ đầu óc thông suốt để giải quyết công việc. 9. Là thịt vịt.
Tương tự, các món ăn thịt vịt cũng là biểu tượng cho sự đen đủi trong ngày mùng 1 đầu năm, cũng như các ngày đầu năm mới. Bởi thịt vịt thường tan đàn, sẻ nghé khi bị truy đuổi hoặc là nguy hiểm. Người đầu năm hoặc đầu tháng, mọi người thường kiêng sử dụng món ăn này trong bữa ăn của gia đình mình, nhưng cuối tháng người ta lại hay ăn thịt để giải đen. 10 là ốc. Người xưa có câu ăn ốc nói mò, vậy nên để tránh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười cũng như các phiền toái không đáng có trong cuộc sống, nhất là trong ngày mùng 1, quý vị nên tuyệt đối tránh xa món ăn này. 11. Sầu riêng. Loại quả này nghe đến tên thôi là đã thấy chứa hàng vạn nỗi sầu đau cho riêng mình rồi, mà ai cũng chỉ muốn nhận được niềm vui chứ nào có ai lại muốn chuốc lấy nỗi buồn bao giờ. Vì vậy nếu muốn tài vận hanh thông, làm ăn may mắn và luôn vui vẻ, các bạn hãy loại bỏ món ăn này ra ngay khỏi thực đơn ngày mùng 1 nha. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, chúng tôi đã chia sẻ cùng những món ăn cần phải kiêng kỵ vào ngày Tết Nguyên đán sắp tới vì sẽ mang lại điểm xui xẻo và những điều không mấy tốt lành. Tương tự như vậy, vào ngày mùng 1 đầu tháng, các bạn cũng không nên sử dụng các món ăn này. Nhiều người xem đến đây lập tức thắc mắc rằng, cần phải kiêng kỵ nhiều món như vậy thì biết phải ăn món gì để may mắn đây? Quý vị đừng vội lo lắng bởi câu trả lời sẽ có ngay trong phần tiếp theo. Những món ăn may mắn vào ngày Tết Quý Mão 2023. Xôi gấc đem lại may mắn. Dân gian ta có câu có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Những màu sắc tươi hồng sẽ mang lại may mắn hơn cả, nên ngay cả việc ăn uống ngày đầu tháng, nhiều người cũng hết sức chú ý khi chọn màu thực phẩm. Xôi gấc vừa giúp sáng mắt, phòng ngừa các bệnh về mắt như nhức mỏi mắt, khô mắt, quáng gà, đục thủy tinh thể. Chúng cũng giúp chống lão hóa, làm đẹp da, giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ. Màu đỏ sẽ tượng trưng cho vận, màu vàng tượng trưng cho cả tiền bạc, nên những món ăn như xôi gấc, xôi đậu xanh sẽ tăng thêm ý nghĩa may mắn, ước nguyện cầu được ước thấy. Nhiều gia đình còn lựa chọn xôi gấc để thắp hương ngày mùng 1 vì đây là món ăn chay tịnh và mang ý nghĩa tốt lành. 2 là thịt gà. Món gà luộc là một món ăn cổ truyền từ bao đời nay trong mâm ngày rằm, mùng 1 hay ngày Tết của mỗi gia đình Việt Nam xét về độ dinh dưỡng. Thịt gà là nguồn bổ sung các dưỡng chất vitamin cần thiết cho cơ thể với tính ôn hòa. Thịt gà là món ăn bồi dưỡng sức khỏe tuyệt vời và phòng ngừa các bệnh như phổi, băng huyết, ung nhọt. Còn về giá trị văn hóa tinh thần trong dân gian, món thịt gà luộc vàng óng, mềm lại hứa hẹn mang đến cho mỗi gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và khởi đầu thuận lợi, vạn sự như ý. Ngoài sắc đỏ thì sắc vàng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý cũng được nhiều người lựa chọn. Biểu tượng gà mái đẻ trứng vàng đã đi vào nhiều bức tranh trong phong thủy với ý nghĩa mang lại sự may mắn và tài lộc cũng như thuận lợi trong con đường, con cái. 3 là đậu đỏ. Nếu đậu đen là một trong những món cần kiêng kỵ vào ngày mùng 1 để tránh xui xẻo, đen đủi, thì đậu đỏ lại được sử dụng như một thực phẩm ưa thích của người dân cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Với màu sắc đỏ tươi tắn, hương vị thơm ngon và hình dạng như quả thận, người ta thường ăn món chè đậu đỏ này với mong muốn được sức khỏe dồi dào, vạn sự hanh thông, thuận lợi trong ngày mùng 1 cũng như suốt 30 ngày trong tháng. 4. Hạt dưa đỏ. Đối với tín ngưỡng tâm linh của người dân Á Đông thì màu sắc đỏ tươi luôn kết nối với các hỷ sự và sự cát tường thịnh vượng. Chính vì thế, ngoài màu vàng truyền thống, sắc đỏ là một sắc đại diện cho dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa trên, hạt dưa đỏ luôn được ưu ái để thể hiện trong mâm ngày mùng 1, đầu tháng hay đầu năm. Người ta tin rằng sắc đỏ thắm của hạt dưa sẽ mang lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người. Ngoài giá trị như một món ăn chơi, hạt dưa còn được đánh giá có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho trí não và hệ thần kinh. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng hạt dưa đỏ sẽ thu hút tài lộc, mang đến vận may về tiền bạc cho gia chủ trong dịp năm mới. 5. Thịt heo. Theo quan niệm của những người làm kinh doanh, thịt ăn thịt heo vào những ngày đặc biệt trong tháng sẽ mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống. Vì thịt heo tượng trưng cho sự trung thành, dũng cảm và hồi sinh. Tuy nhiên, món ăn này không thật sự khuyến khích vì heo nai là những loài vật cần được bảo tồn, cũng chưa có cơ sở nào chứng minh rằng món ăn này thực sự đem lại may mắn. 6. Canh mướp đắng, canh khổ qua. Đây là món ăn xả xui của người miền Nam không chỉ đầu tháng mà cả những ngày đầu năm mới. Hầu hết các gia đình đều lựa chọn món ăn này để tiễn cái khổ qua đi và chào đón những sự ngọt ngào phía trước. Ngoài ra, canh cũng có vị thanh mát. Đằng sau trái khổ qua có vị đắng đắng kia là chất ngọt đậm đà của thịt heo được nhồi gọn ghẽ trong trái khổ qua của nước súp, giúp mâm cơm thêm trọn vị. 7. Là quả trà là.
Quả trà là được nhiều người ưa thích vì hương vị thơm ngon, ngọt ngào, nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng quả trà là cũng là một món ăn được tin sẽ mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Trong tiếng Trung, từ quả trà là có phát âm giống từ sớm, có nghĩa là một sự khởi đầu. Đó là lý do vì sao những quả trà là đỏ luôn được người Trung Quốc ăn vào những dịp vui nhộn, trong đó có lễ hội, lễ cưới, tiệc tân gia, lễ thôi nôi. 8 là mì sợi. Theo quan niệm truyền thống của dân gian Trung Quốc, mì sợi dài là món ăn đặc trưng trong mỗi dịp tổ chức sinh nhật và việc vui trong gia đình với tên gọi khác là mì trường thọ. Món ăn may mắn này sẽ mang đến lời chúc sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, thường được dùng để con cháu bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ vào dịp đầu năm mới. Trong suốt quá trình làm mì, hãy cố gắng để sợi mì càng dài càng tốt và không nên bị đứt để mang trọn vẹn ý nghĩa về sự trường thọ. Nếu bạn không biết làm mì thì cũng có thể mua sắm mì tươi để chuẩn bị làm món ăn may mắn trong mùng 1 đầu tháng nhé. Hãy tưởng tượng xem ông và bà cha mẹ sẽ rất vui trước tấm lòng hiếu thảo của bạn khi chính tay bạn dành tặng đấng sinh thành món quà năm mới ý nghĩa này, phải không nào? 9. Trái cây có màu sắc đỏ hoặc hồng. Cũng giống như quan niệm với các món ăn, các loại trái cây cũng được để ý tương tự. Người ta không chỉ dùng những loại quả đỏ như dưa hấu, thanh long đỏ để thắp hương mà còn ăn chúng để lấy may. Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt cát trong quả dưa đồng âm với từ cát trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành. 10. Là hạnh nhân. Hạnh nhân là một loại hạt không còn xa lạ với người dân Việt. Thời gian gần đây, nhiều gia đình thường mua hạnh nhân để ăn vào ngày mùng 1 bởi các tên hạnh nhân có thể hiểu theo nghĩa là một con người hạnh phúc, ai cũng mong muốn bản thân và gia đình được vui vẻ và hạnh phúc trong suốt cả tháng, cả năm dài. Vậy nên việc đầu tư một khoản chi phí nho nhỏ cho loại hạt này vào ngày mùng 1 là điều rất đơn giản. 11. Tiết canh. Món tiết canh dân dã cũng được khá nhiều người lựa chọn vì món ăn này được cho rằng khi ăn sẽ hóa giải vận đen, mang tới sự may mắn, tốt lành và niềm vui cho người ăn. Màu sắc tươi đỏ của tiết canh cũng tượng trưng cho hồng phước. Đây là một trong những món ăn khá được yêu thích vào ngày mùng 1 đầu tháng. Tuy nhiên hiện nay đứng trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất đáng báo động, các chuyên gia y tế khuyên người dân nên hạn chế sử dụng món ăn này và thay bằng các món ăn lành mạnh hơn. Vậy trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với quý vị các món ăn đem lại may mắn cũng như mang tới xui xẻo vào những ngày Tết. Quý vị hãy lưu ý một chút để lựa chọn được các thực phẩm vừa ngon vừa bổ lại giúp gia đình an khang thịnh vượng trong suốt cả năm Quý Mão 2023. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!